Và bây giờ xin mời quý vị tiếp tục hướng về sân khấu và không làm mất nhiều thời gian. Mời bạn gái xinh đẹp và khả ái của chúng ta ngày hôm nay. Mời em bước ra sân khấu. Wow, trời ơi. Em ngồi đi em. Rất là thước tha, rất là nữ tính trong tà áo dài duyên dáng Việt Nam. À, chị chào em. Dạ, em tên gì? Chị. Dạ em tên là Thanh Vy ạ. Thanh Vy. Dạ. À, năm nay em bao nhiêu tuổi? Dạ năm em sinh năm 92, năm nay em 21 tuổi ạ. 21 tuổi. Em dạ. đang làm gì? Công việc gì? Dạ em mới vừa được nhận vào dạy em môi trường cấp 2 quận 5 ạ. Rồi bây giờ chúng ta sẽ gặp nhân vật nam chúng ta. Nào xin mời bạn trai. Mời bạn ngồi. Bên đó mặc áo dài, bên đây cũng mặc đồ vest rồi nha. Chà, tráng cao dữ ta. Cái gì anh, cái gì cao tráng, anh? Cao dữ nha. Là bị hói á hả? Không có, có. Thông minh, thông minh. Trời ơi. Bạn có thể giới thiệu gì về mình? À, dạ, em tên là Trọng. Trọng? Dạ. Đây là sale marketing của công ty chuyên sản xuất bồn tắm massage cao cấp. Sale marketing? Dạ. À, người này nói nhiều lắm à, nói hay lắm à. Dạ chỉ nói hay là trên công việc thôi à. Còn mà với bạn gái thì nó không hay. Trong tình cảm thì nói không hay hả? Dạ. Có bao giờ bạn thất bại với cuộc hẹn hò nào chưa? Ấn tượng nhất là mối tình đầu. Mối tình đầu, lúc đó mấy tuổi? Lúc đó khoảng 23 tuổi. Ủa tại sao, bạn có biết tìm hiểu lý do nguyên tại sao mà bạn gái chủ động chia tay với bạn? Bạn bị khuyết điểm gì không? Có thể lúc đó hoàn cảnh hơi khó khăn quá. Có gì bị sốc không? Bị sốc không? Không. Có thất tình không? Có chứ. Thất tình mà bạn như thế nào, bạn có thể kể được cái cảm giác thất tình nghe được không? À, nói chung là rất là buồn. Anh Linh, là bị bồ bỏ hay là bỏ bồ? Ngắn gọn. Người yêu bỏ, người yêu bỏ. Là thất tình đó phải không? À. Ăn ở hay sao mà bị người ta bỏ? Không phải ăn ở đâu mà do hoàn cảnh khó khăn, ta nói nghe rõ ràng rồi. Thôi, bây giờ để với em nè. Em dạ. Em đã có bạn trai chưa? Dạ đó. Từ xưa đến giờ có một mối tình gì chưa? Cũng không biết sao. Em thấy mình cũng dễ thương mà không biết sao đó. Giờ em phải thích đơn phương người ta không à? Có nghĩa là em thích bạn kia rồi, bạn kia không thích em, chắc là do em chủ động tấn công nhiều quá hay sao à? Em chủ động tấn công hả? Dạ thì cũng có rồi chứ, như là nhiều khi hay nhắn tin hỏi thăm này nọ mà chắc là người ta thấy vậy người ta sợ quá, người ta trốn luôn. Không phải đâu, vậy thì em đừng có buồn, tại vì những người đàn ông nó chưa đủ bản lĩnh, chưa đủ tự tin để mà yeah. đón nhận em. Bạn bao nhiêu tuổi, quên hỏi nữa. Dạ 34 tuổi. 34 tuổi. Dạ. Hôm nay bạn đến đây với ai? À, đi một mình. Một mình một. Ừ. Có cổ động viên không có hả? Dạ. Động viên của tôi đâu rồi? Cho tràng pháo tay cho chàng trai đi. Đó, cổ động viên gì đó, yên tâm. Dạ. 34 tuổi, bên đó 21 hả? Anh Linh ơi, hả? Em cảm giác hình như là hơi già so với bên này đó. Không biết là ngoại hình sao chứ nghe cái tuổi là em thấy hơi già hơn bên đây rồi đó. Tuổi em, thì già thôi nhưng mà còn đẹp trai lắm bạn ơi. Đẹp hơn mà sao em nghe gì rồi tráng cao rồi nữa, sao em lo quá à? Tôi xin hỏi sở thích của bạn là gì? Tự do. Thích tự do. Rồi nếu cưới vợ ràng buộc rồi sao? Cái vợ là nó khác rồi. Nếu bạn có người yêu bạn ràng buộc bạn không cho đi đâu chơi hết thì sao? Có đồng ý không? Người yêu không cho đi chơi với người khác thì đi chơi với người yêu thôi. Cũng được đúng không? Được. Rồi thích tự do. Thích tự do. À, em ơi, ở bên đó là thích tự do nhưng mà chị thấy theo chị nghĩ đó, em là giáo viên mà, thì chị nghĩ chắc là em thích một cái gì đó nó phải có nguyên tắc. Chị nghĩ vậy, em thấy có đúng không? Hay dạ. Là cái sở thích của em, cái quan điểm sống của em là như thế nào? Cũng tùy chị, tại vì em học ngoại ngữ nên em cũng thoáng lắm ạ. Thường em đi chơi thì em thích đi đâu? Thường thì em thì giờ 21 cô giáo mà còn tin lắm. Em cũng thích ra cà phê bệt, ra hồ con rùa ngồi nói chuyện, hoặc là đi ăn những cái món mà bây giờ giới trẻ nít nó cũng hay ăn đó, như bánh tráng trộn, trà sữa rồi em thích hết. Thích đơn giản là bánh tráng trộn rồi. À không. À tôi xin hỏi bạn nào, bạn cũng là một người cũng phải nói là thông minh, đẹp trai, năng động ha, ảnh trai. Tại sao đến bây giờ bạn chưa có cuộc hẹn hò nào hết? Nói chung là từ lúc mà bị cái lần đầu tiên đó, nên sợ, mình không dám nghĩ. Nãy giờ bạn nghe bạn nữ bên kia nói, bạn có nghĩ rằng bạn này sẽ ấn tượng với bạn hay không? À, tại vì mình rất thích cái gì là rất Việt Nam á. Thành ra nghe nói áo dài, mình rất thích cô gái bằng áo dài. Trời ơi, vậy là đúng ý rồi, đúng ý rồi. Và cũng lại thích là người... đó là giáo viên. À, tại mình cũng tương đối cũng khá lớn rồi.
Ví dụ nếu mà mình có con á thì tôi nói là dạy con nó cũng tốt hơn. À. Cái mẫu người lý tưởng của em á, bạn trai của em là sao? Thì không hút thuốc chứ uống rượu bia là được. Không hút thuốc, không uống rượu bia. Dạ. Nhưng mà đàn ông bây giờ hiếm lắm, ai cũng nhà. Ví dụ như cái anh sale ngồi ở bển á, cái nghề nghiệp của ảnh là đi làm nhiều. Tùm lum chắc chắn đàn ông phải có hút thuốc uống bia rồi. Bên đó là sao anh ơi? Hỏi đi, hỏi coi. Có hút thuốc uống rượu bia không? À, hút thuốc thì không. À. Bia thì uống được một chai hai chai là xỉn rồi. Vậy là không có nhiều, không có vậy nhiều. Vậy là được. Được, được em. Vậy là cũng có khả năng rồi đó. Nhưng mà xin hỏi bạn là cái mẫu người lý tưởng của bạn như thế nào? À, chỉ cần cô gái đó dễ nhìn, là nước da trắng, có phong cách ăn mặc tôi nói giản dị một chút. À, nếu được mái tóc dài nữa thì càng tốt. Tại vì mình rất thích cái mẫu hình cô gái người Việt Nam. À, mình rất thích cái gì nó rất Việt Nam. À, tức là một cái phong cách truyền thống đúng không? Dạ. Anh Linh ơi, em đảm bảo với anh luôn là bên em đạt hết 100% những yêu cầu của anh. Chắc chắn không? Chắc chắn. Để anh nhìn chuẩn trước nha. Việt Nam, tóc dài, như uống lên thì nó hơi ngắn một chút. để bây giờ anh xin phép các trường là anh nhìn trước nha. Anh dạ. Em mời anh qua. Để xem với nha. Anh xem giống về mẫu hình của em hay không nha. Em không bao giờ xí gạt anh hết trơn. Anh phải tin vô cặp mắt của em đó. Chứ. Dạ. Mày biết lần này trúng không à? Anh nghi là trúng quá. Sao? Trời ơi. Sao mà dễ thương vậy? Trời ơi. Nghe cái chữ trời ơi của anh Nguyễn Linh là hiểu là bên đây là chuẩn như thế nào rồi. Dễ thương lắm. Nữ tính lắm. Dịu dàng lắm. Nói chung là được. Nếu như vậy em cảm thấy là tuyệt vời lắm. Tuyệt vời lắm đúng không? Từ nãy giờ mình nghe bên kia anh Nguyễn Linh với bạn ấy trò chuyện với nhau thì em thử hình dung trước khi chị nhìn hai chị em mình cá với nhau và em hình dung bạn trai bên kia như thế nào, có vừa ý em không? Chắc là cũng cao, người đầy đặn, không có ốm mà cũng không mập lắm. Cao không anh Linh? Cao. Không ốm không mập là vừa người. Vừa luôn, đúng luôn. Em xin phép cô ấy đi em hình dung trước cái vụ này coi được không nghe, coi nó cao là nó cao cỡ nào. Nó cao ngay đây, nó cao lên đấy. Ôi không hề cao, cao có nửa bên à. Có mái che nữa thôi. Không hề cao. Thấy không, Cát Tường mà còn nhìn ống đuối nữa mà. Em về bên đây rồi em mới tiết lộ. Được, chị nói nhỏ thôi, nói lớn bên kia chẳng. Được nha, trán cao có nửa bên thôi. Mái che lại rất là bồng bềnh, rất là lãng mạn. Chị thấy được rồi đó em ơi. Dạ. Hai chị, hôm nay em thì em tại vì á, biết rồi hôm nay có gặp một bạn nam nên em có làm bánh mang đến chương trình ạ. Anh ơi, bên đây có những hộp bánh rất là ngon, chứng tỏ đây là một người ngoài là coi như bên ngoài là truyền thống Việt Nam mà là một cái phụ nữ đảm đang bếp núc nội trợ, ta làm bánh nữa. Anh hiểu không? Có nghĩa là bên kia trước khi qua đây mà nhìn mặt là phải định hình rõ là có nhắm mình được không? Không được thì mình xin rút đi, chứ bên đây là dữ dằn lắm rồi đó nha. Anh nghĩ là hợp đó, nãy giờ anh nhìn qua nhìn lại thấy đây là cũng hợp ý với nhau lắm đó. Nhưng mà cái tình cảm để hai người quyết định, còn bánh trái để anh quyết định nha. Rồi, chuẩn bị, sẵn sàng. Mời các bạn quay mặt vào tấm rèm, tình yêu. Chuẩn bị, màn kéo lên, 2, 3. Bạn có 2 phút trò chuyện và quyết định xem chúng ta có đồng ý hẹn hò hay không. 2 phút, bắt đầu. Chào em. Chào anh. Nhìn thẳng vào mắt nhau, sao bạn liếc ở đâu không vậy? Dạ. Đi. Anh nói trước, em nói trước. Em nói trước đi. Dạ, em nói trước ạ. Dạ, thì lúc mà nói chuyện thì anh có hình dung ra, giống như anh có tưởng tượng ra giống như là khi mà anh gặp em như vậy không ạ? Anh rất thích một phụ nữ có mái tóc dài và có cái bằng rất thích bằng áo dài. Anh chỉ hình dung ra một người phụ nữ tương đối thôi, anh không dám hình dung chính xác lắm. Nhưng mà ít nhất là anh nghe cái giọng đó là dễ thương, anh đồng ý. Dễ thương. Giọng nói dễ thương như thấy người dễ thương không? Quá dễ thương. Cảm ơn anh. Thôi người ta hỏi rồi tới mình đi. Vậy Thôi anh không cần hỏi gì nữa. Từ từ có hai người anh mới nói. Dạ.
Bạn nữ cảm giác thế nào? Bạn cảm giác thế nào? Nói đi. Lúc đầu nghe ảnh nói ảnh ba mấy tuổi em tưởng cũng già lắm, mà thiệt ra cũng không có đến nỗi già, nhìn cũng còn trẻ. Hết thời gian rồi, mời hai bạn quay lưng về. Hết rồi, nhanh quá vậy. Nhanh lắm, thời gian có 2 phút. Mời hai bạn bây giờ ta suy nghĩ đi nha. Chúng ta chỉ có 3 khoảnh khắc để chúng ta nhấn nút đồng ý hẹn hò hay không. Hai trái tim màu hồng hết rồi. Bạn cảm nhận thế nào mà bạn trai? Quá tốt ạ. Quá tốt. Dạ. Trời sao rung quá vậy? Rung quá, tay còn tay chị rung quá. Bây giờ chị nghĩ là đến cái thời khắc em tặng bánh cho anh đi. Em gửi cho anh rồi. Ngọt ngào lắm đó, ngọt ngào lắm đó. Em ơi, tại sao mà em không chê anh già hả? Chị thấy là lớn em có chục tuổi luôn đó mà. Sao em chọn ảnh vậy? Em thấy anh cũng còn trẻ. Thấy cũng còn trẻ. Lý do tại sao bạn lại đồng ý hẹn hò với anh? Dạ thì nói chung là nhìn bề ngoài cũng được, cái anh nói của anh cũng được rồi. Sau này mình tìm hiểu thêm thì tính sau. Dạ anh cũng nghĩ vậy. Còn bạn trai, lý do nào bạn nhấn nút đồng ý hẹn hò với bạn gái? Cô ấy là nó hợp hoàn những điều của cô ấy, nó phù hợp với em. Phù hợp với bạn. Dạ. Chúc mừng hai bạn. Dạ. Và bây giờ Cát Tường xin thay mặt chương trình gửi tặng cho hai bạn cặp vé đi xem phim, và hy vọng rằng với cái cặp vé đi xem phim này sẽ giúp cho hai bạn có một khoảng thời gian lắng động ngồi bên nhau để nói những cái chuyện mà từ nãy giờ trước mặt mọi người bạn nam chưa nói được. Bây giờ hai bạn nắm tay nhau chuẩn bị xem phim. Nắm tay nhau cùng gió và tầng ngại đó. Giờ em chưa nắm tay ai bao giờ. Thì bây giờ nắm thử đi, nắm thử coi sao. Nắm tay thôi mà, như bạn bè mà. Ngại quá. Nắm lẹ đi. Không mời bạn nào. Chụp vô đó vậy đi, nắm lẹ. Mà thấy sao? Lần đầu tiên nắm tay thấy sao? Trời ơi, nắm tay em chặt quá. Bạn cảm nhận thế nào cái bàn tay của bạn trai chưa bao giờ quen? Đây là lần đầu tiên mà. Cảm nhận thế nào? Thì thấy cũng lạ lạ. Là lạ. Lạ là được rồi, anh ta khởi đầu. Rung. Rung. Rồi, vừa lạ, vừa rung. Mời hai bạn đi xem phim. Mời hai bạn. Nắm tay đi tiếp, đừng có buông ra. Sao nó đã gì đâu á.